Tôi xin tự giới thiệu, tôi tên là Nguyễn Thị Tình, tôi năm nay là được 52 tuổi. Thì trước khi tôi làm đề tóc thì tôi có rất nhiều vấn đề về sức khỏe. Vấn đề lớn nhất của tôi đó là bị bệnh xương khớp. Tôi bị từ năm 2008. Tôi là một giáo viên, nhưng mà do là cái bệnh xương khớp của tôi cho nên là nó bị chèn dây thần kinh, tay tôi không thể tự viết được, và tôi cũng đi khám đi các bệnh viện rất là nhiều rồi, tôi đi các thầy lang cũng rất là nhiều rồi, thế nhưng mà không cải thiện được. Vấn đề thứ hai của tôi vẫn cũng là vấn đề rất là lớn nữa, đó là bị bệnh rối loạn tuần hoàn não. Tôi bị bệnh rối loạn tuần hoàn não từ năm 2015, và lúc đó tôi cũng chẳng có điều kiện để tôi đi chữa bệnh, và tôi cũng cứ uống thuốc linh tinh, và cứ và đến năm 2016 thì tôi đi nằm viện rất là nhiều lần, tháng 16, 17, và nói chung là tháng nào tôi cũng đi nằm viện và cũng đi tiêm. Đấy, khoảng 7 đến 8 ngày thì ra viện, nhưng mà chỉ đỡ thôi, sau đó là lại bệnh lại đâu vào đấy. Đấy, rồi là những cái bệnh vặt nữa, cảm cúm linh tinh nữa rất là nhiều, không thể kể hết được. Đấy, khi mà tôi được nghe giới thiệu về chương trình đề tóc và tôi cũng đã thực hiện cái chương trình đó, thì tôi thấy là bệnh tật của tôi là giảm đi rất là nhiều. Ví dụ như là bệnh rối loạn tuần hoàn não của tôi thì không thấy nó tái phát nữa. Đầu óc bây giờ rất là minh mẫn và rất là nhẹ nhõm. Thế còn về bệnh xương khớp của tôi ấy thì cũng đỡ được khoảng đến 80% rồi. Nó không còn đau nhức nữa, và tay tôi viết thì bây giờ chữ rất là đẹp, cầm đũa thì không bị rơi nữa. Thế vậy tôi thấy là cái chương trình đề tóc đấy, thanh lọc cơ thể để bài trừ độc tố rất là tốt, thì mong rằng là mọi người đấy, chúng ta nên tìm hiểu và thực hiện cái chương trình này càng sớm càng tốt, để tránh bệnh tật ngày càng nhiều và ngày càng nặng, thì nó sẽ gây rất nhiều đến cho sức khỏe. Thì tôi xin chia sẻ một chút như vậy, mong mọi người là tìm hiểu và tham gia cái chương trình này sớm càng tốt. Tôi xin hết ý kiến ạ.